cái góc khác của cái hồng nhung, cũng là loại hồng cổ và rất là lớn, cây này rất là già, bị em ý có thể lên tới hơn 3 mét mà rất là cao, nó mà thấy từ gốc lên. Đây có 3 nhánh lớn và có một nhánh thì bạn thấy là khô cằn, mình chưa kịp chặt cắt bỏ đi các bạn. Đó là cái cành em ấy này bạn, rất là tuyệt vời. Đó. Nó cứ xa lọc lại ha, đó là những cái hồng á, thì quyết định là cái bộ trắng lá và những cái chồi non các bạn. Đây các bạn thấy nó kết nụ không? Đó phải là những cái nhánh nó mà nó phải lớn bằng đủ hoặc lớn hơn, và cành hoa kim tím bé xinh xinh báo xuân về. Đó, gửi người em gái miền Nam các bạn đó, nhạc sĩ rất là có sự quan sát rất là tinh tế, mặc dù là hoa đào thì hoa hồng vậy, có hồng thì cái nụ nó và cái chồi nó phải kim tím này thì mới là khỏe và phải lớn mình đủ các bạn. Đó, xem đó, và ở trên kia cũng vậy, và vị trí rất là khó tiếp cận, nó theo lắc léo sự đời lắm, mà đó thì đi xếp bức tường như là cái mương vậy đó. Ở dưới đây là cái thảm thực vật tác dụng rất là mạnh và cây hoa rất là nhiều, mình cũng chưa có thời gian để mình dọn dẹp đó, đó bạn thấy không đó, hoa phun lũi này nó tác dụng rất là mạnh ha, rồi sâu má còn như là xả và như là bị sâu bọ tấn công này đó. À, đó còn kia là rau chế tô và hơn chưa to khổng lồ luôn. Đây là vị trí có nắng gió và mưa và gần tường các bạn, và đây là cái rãnh thoát nước mà thấy đây, đây là cái vòi nước mà nó vòi nước và rãnh thoát nước mà đó, nên vị trí ẩm thấp và cây có cái thảm thực vật nó phát triển rất là mạnh đó, bạn thấy không. Đây là cây này, là cây bạn biết là cây ăn hột thịt lộn đó, là cây dâu răm phát triển rất là mạnh, và bên đây cũng vậy các bạn đó, đó. Cây đó, cây tí tô đó, là thấy mình quay cái góc này bạn thấy nha, đó thì bốn cái nụ và hoa hồng nhung tím cổ đó, bạn thấy không, là coi như là mưa gió làm cho cái cánh hoa nó ướt nhẹt đó, vẫn rất là lung linh. Toàn cảnh em nó như thế này các bạn, đó đây là cái hồng cổ nhung, cái đây 38 là coi như là rất là suy trì các bạn. Khi có thời gian mình sẽ chia sẻ cách thức mà mình trị cái nhện đỏ bọ chỉ cũng như là rệp sát, thì chỉ một ít thôi các bạn, cái cây hồng nhung này các bạn. Thì đây em ấy nó thì cây này nó ở cái vị trí là nắng gió và dưới cái bồn nước đó và gần bức tường nên nhện đỏ nó đu qua nó tấn công rất là mạnh các bạn đó. Và mình sẽ cải tạo khu vườn này và làm đơn giản nhất có thể các bạn, làm đơn giản nhất là sử dụng tất cả những gì có sẵn. Các bạn thấy không, đây lạ là cái dâu hung lũi nó không chăm sóc mà nó phát triển rất là xanh tươi và mượt. Ở đây cũng vậy nè bạn, đó đây. Đó, ở dưới chân mình đó, đây là dưới chân mình các bạn, và cũng cây cỏ dại cũng rất là nhiều, chưa có thời gian các bạn vặt nó đi đó. Còn đây cũng là một cái cây hồng cổ sơ ba khác các bạn, đây là một cây hồng cổ sơ ba khác đó. Đây để làm vườn á, và trồng hoa kiểng á, là một cái thú vui rất là thanh tao, không gì là dạng thương thái bằng là mỗi buổi sáng ra ngắm nhìn những hoa hồng nở lung linh rực rỡ trong nắng mai vàng, và ngồi uống trà hoặc uống cà phê thương các bạn đó. Nhưng mà chúng ta làm đơn giản nhất có thể và không cầu kỳ các bạn, thì trồng cây á và trồng hoa đó thì trước tiên là nó phải có đất đúng không? Chứ chúng ta không trồng thủy canh, các bạn thì có đất ở đây sẵn thì chúng ta gọi gì mà chúng ta trồng thủy canh thì trái với tự nhiên, và những gì trái với tự nhiên thì để lại những cái hậu quả nhất định đúng không? Đó thì chúng ta phải có đất, phải có nắng, và phải có nước, và phải bón phân, và phải diệt trừ sâu bọ rất là bình thường các bạn.
mà chúng ta trồng từ cái cây đơn giản nhất các bạn, trồng từ cây đơn giản nhất như là cây kia rau ăn hàng ngày, hoặc là cây hành đó, là cây chanh. Như bạn thấy đây, cây chanh này cũng bệnh khủng khiếp và mình đã cắt tỉa cành hết và được non mới xuất hiện này, cái xoài đấy các bạn đó. Đó, và ở dưới để sợ bạn khủng khiếp không, là cái rau tí tô một hai dạng này. Thì mình có mình không ai ăn mà nó ra rất là khủng khiếp. À, tí tô nó thì dưới như là nó thích nắng, nó thích nắng mà ha, cũng thích nắng và thích ẩm ướt, nó phát triển rất là mạnh. Còn đây là cái chanh mà đó. Và đây là cây gì mà đây là cây nha đam, nó mà thấy không, lẫn trong những cái cây hoang dại. Còn hoang dại này cây nha đam này cũng đang bị bệnh mà bị đốm đen đó. Còn đây là cái chanh này cũng sơ sát các bạn đó, đây ra hoa thì bởi vì đất không ai bón rồi nó bị bó rễ các bạn đó. Chanh thì nó đây, trời ơi, bạn thấy không, cái cỏ dại mà nó mọc lớn 3-4 tấc mà dễ sợ nó ra hoa luôn mà đó, cỏ dại. Kia là cái xoài cũng trong cái cỏ dại đó. Còn cây leo không biết cây gì mà có mưa tưới thì nó khô cằn. Đây là cái hồng leo các bạn đó, hồng leo. Đây là dâu má mọc hoang, lá lốt các bạn, mời các bạn. Còn đây là cây ổi, còn kia là cây xoài và lá lốt rất là nhiều các bạn thấy không đó, các bạn thấy lá lốt cuốn thịt bò rất ngon, là vị thuốc đây. Đây lốt đây. Và nó mọc ngoan và nó bị như là bị sâu bệnh các bạn, nó hay bò vào tường các bạn đó. Đó các bạn thấy không, đây đó. Và cây kia là cây xương rồng, cái tai và cái con baby của cây xương rồng 31 năm tuổi các bạn đó, và lá lốt rất nhiều đó. Đây là cây ổi đó, đó thì cây trồng thì phải có nắng, và nắng thì nó mới xanh tươi như vậy đúng không ạ. Và hai là phải có đất đó, phải có đất trồng trên đất, chứ không có người ta không có đất thì mới trồng thủy canh, mà trồng trong những cái gì mà treo ngược lủng lẳng lên thì nó rất là không có tự nhiên. Còn cây này mình không biết là cây gì nữa các bạn. Đó rồi, cây xương rồng đó, là mình đã có một số các video về cái cây xương rồng. Đây là cây xương rồng 31 năm và mình tách ra cái tai và cái cây baby này đó, cây mía ra hoa, nó nở hoa đây đó. Rất là phát triển rất là mạnh trong khu vườn này. Còn đây là cũng là cái chanh, cây chanh đây, cây chanh. Khu vườn hoang này là một cái dịp để mình có thể là đây là cái hồng, như là hồng này là hồng ngoại các bạn, hồng Pháp hay là hồng gì các bạn, hồng ngoại màu vàng rất là đẹp. Và bên cạnh là cây này là cây mít các bạn. Vậy chúng ta tập làm vườn trồng cây thì bằng những cái gì mà đơn giản nhất mà từ cái ớt mà không hiểu sao đớt thì cái đầu nó bị đen thì phải cái ớt đây các bạn. Đây thì chúng ta phải bằng tất cả những cái gì sẵn có đơn giản và ít tốn kém nhất các bạn. Đây là cái ớt luôn. Rồi cái ớt này nó có sẵn rồi, mình mưa gió nó tâm chồi nảy lọc lên và nó ra trái các bạn thấy thích không. Đây cái ớt đây nó trái luôn. Nó hay bị lá xoắn và mình sẽ tìm cách mình diệt. Còn cái này là cái bơ, là hầu như là có lèo tèo vài trái, cái bơ rất là cao to khổng lồ các bạn. Đây đó, gốc lên đó, kinh không? Đây là cái chuồng gà, bên cạnh là cái chuồng gà đó, mình ươm cây thì giữa trên chuồng gà và có cái nhiệt kế để mình đo độ ẩm. Đây, mà thấy rất là lý tưởng đây, 92% và 23.9 độ C rất lý tưởng để ươm cây hồng đó. Đây là cái nơi mát nhất vì nó dưới cái tán của cái cây bơ siêu to khổng lồ, cao cỡ mười mấy mét rồi đó, bơ già. Còn kia là cái tre, rừng tre của núi rừng Tây Bắc đó. Còn đây là cái cây đào bạc hóa anh đào đó, thì cũng bị là tấn công cái gốc này. Quay qua gốc bạn thấy rất là khủng khiếp nha, đây nó bị tấn công nè, sâu bọ tấn công gốc nó khủng khiếp không, sâu bọ rất nhiều sâu bọ. Đó thì trồng cây chúng ta bằng
những cái công việc đơn giản và căn bản nhất các bạn, chứ không tìm những cái công thức cao siêu. Đó, đây là nha ba, mình gần ra cái chậu ấy bằng những cái chậu nhỏ đơn giản mà đó. Chúng ta gây giống này rau má các bạn đó, thì chúng ta này rau răm, nó còn này là rau, này là rau húng lủi nè đó. Thì chúng ta bằng những cái phương tiện sẵn có, đồ tái chế rẻ tiền nhất, bằng đất, cát, nắng và phân organic, phân hữu cơ tự nhiên các bạn, và những cái củ hành, củ tỏ, những gì xung quanh nhà chúng ta, chúng ta tập trồng những cây mà nó dễ sống, và bằng những cái gì mà đơn giản nhất thì chúng ta có cái lý thuyết mà đơn giản mà chứ không cao siêu các bạn, không cao siêu phức tạp, và có gì làm đó bạn là một cách đơn giản và chân phương nhất như mà đây đó, hay là trồng cây là trồng từ những cái gì này, bạn thấy là một trong những cây rất dễ trồng nhất trong các vườn của người Việt Nam chúng ta. Và đây là cây rau má đúng không ạ, mình mang vào mình trồng cho một cái chậu, nó rất là đẹp. Cây này là cây sư rồng nè, rất là khỏe đúng không ạ, đây lá lốt. Còn này là cây nha đam, mình cần rất nhiều hạt ngô nha đam để mình dâm cành hoa hồng. Một kia là cái cây cũng là nha đam, một là nha đam của Mỹ, còn đây là nha đam như là của Thái Lan thì phải các bạn. Còn đây là cây hồng này, mình đang hồi phục em ý. Em ý tưởng rằng đã chết mà giờ đã vú ra những cái trời non mà chưa được khỏe lắm các bạn. Đó. Đây là cái hoa hồng rất là đà, và mình đang phục hồi cây này đó, em ý đã ra hoa đó, và mình gieo cái củ hành răng lóc trong nhà bếp. Đây là cây nha đam tưởng rằng đã chết đó, đây là cây nhiệt kế, là những cành chanh mình chăm cành bạn đó. Còn đây cũng là cây nha đam rất là tuyệt vời. Còn đây là cây chanh các bạn, cây chanh rất là sai quả và cũng bị nhạt đỏ, bọ chỉ và rệp sắp tấn công, và mình đã kiên trì và đã diệt, và hiện giờ em ý đã ra trái, tuy không là sai nhưng mà giờ cũng có vẻ là tươi tốt như vậy các bạn. Đó, đây là cây chanh đó, và đây là cái xoài không, cái xoài bị bệnh khủng khiếp, chưa có điều kiện để gì bạn, em ý bạn thấy khủng khiếp không, xoài đó, và cái xoài bên đây không có ra trái, còn bên đây thì ra được khoảng 10 trái rất là lớn các bạn, và cũng đang trên đường mình chỉ bạn em ý, lá rất là sâu và làm cho trái non rụng rất là nhiều dưới đất các bạn thấy không, đó, trái non đây đó. Và em này giờ khoảng 10 trái và nó rất là to lủng lẳng trên cành, một trái là nửa ký hơn đấy, một ký các bạn, đây phải rất là thấp như bạn, mình có thể với tay, hoàn toàn có thể với tay hái em ý, mà mình cũng không có nhu cầu ăn các bạn, đây em ý đây, đó là mình phải với tay rất dễ dàng các bạn, đây, đây. Rất là lớn, siêu to khổng lồ, đó kia cũng vậy, rất là gần. Nhất là thấp, và cái này cũng vậy. Đó, em ấy bị bệnh chưa chị xong rồi, trên đây này, trên đây là một trái cũng rất là gần nó, trái này rất là gần tay mình, này, còn trái này thì quá gần nha, đó với cái là tới rồi, trái này, đó, tới rồi không, đó. Ở dưới là lá lốt một rất thích, bạn thực vật rất là xanh tươi. Đây là cái chanh luôn ạ, cái chanh này tự động ngoan ở đâu á, còn những dịp sâu gọ nữa, và em ấy cây bộ nó mới và nó ra trái đó bạn đó. Đất này không biết là nước Ba Giang không ạ, nó sệt sệt và nó chất dính như là nó rất là tốt, thì bởi vì nó ở cái vị được không, lá lốt là thích chưa ạ, đó nó ở cái vị trí là bên vách núi các bạn, ở Mộc Châu bên vách núi, bạn thấy đây,
đó, bên vách núi là đó, rồi che rừng các bạn, đó đây là cái rừng, cái vị trí rất là khá là đặc biệt các bạn, cây cối là phát triển rất là mạnh, nó sinh sôi nảy nở, các bạn thấy không? Đó, cảm thực vật xanh rì và có lẽ khí hậu nó lý tưởng hơn Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Cây cối nó rất là dễ lên. Đó, nhưng mà cái ngôi vườn này đó, cái chủ trước đó là coi như là để hoang không chăm sóc rồi, nó khủng khiếp các bạn. Gần đây mỗi loại cây là một thứ sâu bệnh khác nhau, mình phải làm lại từ đầu các bạn. Đó. Đặc biệt là ấn tượng nhất là cái cây hồng cổ đó, các bạn thấy không? Đằng xa, đây, các bạn thấy đây, đó, trong nắng vàng, rực rỡ quá, cổ đây các bạn, cao ngất. Đó, vậy làm vườn chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái gì đơn giản nhất và từ cái cây mà dễ trồng và dễ sống và ít sâu bệnh nhất các bạn. Sau đó thì chúng ta mới làm những cái gì mà phức tạp và chúng ta không đến cái cao siêu và biểu diễn các bạn ha. Còn cao siêu biểu diễn thì đó là một cái mảng khác các bạn ha. Chúng ta làm những cái gì mà đơn giản và thực tế, và mục đích cuối cùng của chúng ta làm là chúng ta có sự hiểu biết kết nối giữa con người và thiên nhiên, và ví dụ như là có thể mang lại thực phẩm cho con người, hoặc là trái cây, hoặc là rau, hoặc là thuốc chữa bệnh, và những gì rất là thực tế, và bảo vệ môi trường và tận dụng được những cái nguồn tài nguyên sẵn có là đất đai mà sẵn có, và những cái chất thải như là thức ăn dư thừa trong nhà bếp các bạn, và sử dụng những cái loại phân bón organic hoặc là nước ha. Đây một cái hoa hồng khác mà nó rất là xanh tươi đó, cái ổi vậy có nắng lên vậy cây nó xanh tươi đúng không ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp ha. Cái mảng là trồng cây một cách đơn giản và thực tế và thiết thực nhất nha bạn. Xin chào các bạn.